ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Trước những ồn ào của dư luận trong nước về tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam, nhà phát triển ứng dụng Evisua mới đây đã chính thức thông tin về vấn đề này. Theo đó, Evisua cho biết trong những ngày gần đây, tại một số thời điểm, Hà Nội đã đứng đầu trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm do tổ chức này công bố. Tuy vậy, nhà phát triển ứng dụng Evisua khẳng định rằng, kết quả trên không có nghĩa Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Lý do của điều này là bởi bảng xếp hạng của Evisua chỉ bao gồm khoảng 90 thành phố lớn trên thế giới. Bảng xếp hạng về mức độ ô nhiễm này cũng chỉ có giá trị theo thời điểm. Theo IQAir Visual, đơn vị phát triển ứng dụng eVisual, bất cứ thời điểm nào, một thành phố cũng có thể đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm. Điều này đã từng xảy ra với London hay San Francisco vào năm 2018. Đáng chú ý khi theo báo cáo hồi tháng 3 năm 2019, được công bố bởi chính IQAir Visual và đối tác Greenpeace, Hà Nội không nằm trong top 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2018 chia sẻ thêm về các chỉ số đánh giá mức độ ô nhiễm của mình, IQE Visual khẳng định nguồn thông tin về các chỉ số là minh bạch. Tổ chức này cũng cho biết họ tin tưởng rằng các chỉ số về chất lượng không khí sẽ dẫn tới những thay đổi về nhận thức của cộng đồng, như những gì từng diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.